sao nhìn con mèo thì ra con chó, nhưng nhìn con chó thì nó lại là con mèo. Con đó nó đang lẻ loi rồi thì đàn vẫn là năm con. Tập trung vô một cái đi, âm thanh nó có ảnh hưởng tới não bộ hay không? Hoa hồng nào có chị em? Anh chưa biết đáp án này, anh đang ứa nãy giờ. Dạ, chú Bu. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, Christy thôi. Thưa quý vị, và bây giờ là phần thi của Quách Ngọc Tuyên giọng trong veo. Câu hỏi số 1. Bạn thường luyện thanh ở đâu? Đó là câu hỏi phụ của chương trình thôi. Một đàn sư tử có 5 con, 4 con đang chơi, 1 con đang lẻ loi một mình. Hỏi trong đàn có bao nhiêu con cái? Một đàn sư tử 5 con, 4 con đang chơi, 1 con đang lẻ loi một mình. Nó y như là có cái máy, có cái app mà bóp ti lại đó. Hình như mỗi lần tôi cắt giọng lên là niềm vui của tất cả mọi người ở đây chứ mà. Nó như hoạt hình vậy đó. Cái này là cô Walt Disney luôn nè. Một đàn 5 con. Đúng. 4 con đang nằm chơi. Đúng. Con đang lẻ loi mình, con đó nó đang lẻ loi rồi thì đàn vẫn là 5 con. Hỏi bao nhiêu con cái mà. Tập trung vô một cái đi. Âm thanh nó có ảnh hưởng tới não bộ hay không? Thường thường một đàn là có một con đực. Còn tất cả là... Ủa cũng chưa chắc, chưa chính xác. Lỡ những con đó là những con sư tử con thì sao ta? Bây giờ trả lời chính xác đi, chứ nãy giờ tôi thấy đi vòng vòng hết cái rừng của tôi rồi. 4 con cái. Chính xác. Thưa quý vị, trong một đàn sư tử thì thường những cái con mà quấn quýt thân thích với nhau là con cái. Bố bà xúm lợ rồi bàn chuyện showbiz đó. Bà có bữa nay Quách Ngọc Tuyên có khang tiếng hay không ở Mai Ngọc Phước? Trời ơi, mấy bà nói nhiều chuyện ấy kìa. Nhiều chuyện lắm. Bàn riết mà khang tiếng cũng giống vậy đó. Con mèo kêu gâu gâu, con chó kêu meo meo. Tại sao nhìn con mèo thì ra con chó, nhưng nhìn con chó thì nó lại là con mèo? Ủa hỏi nhức não quá. Con mèo làm sao kêu được gâu gâu? Ai trả lời giùm câu này giùm chú câu đầu tiên, mời con. Dạ. Là do cái tên á, con mèo được đặt là con chó mà con chó được đặt là con mèo. Xuất sắc. Chủ nó cắt cớ đặt vậy được không? Quên cái vụ này. Bé Đào có 6 chai Frisbee bụng tốt. Đào tặng bạn Cam 1 chai dâu, tặng bạn dâu 2 chai cam, tặng bạn nho 1 chai táo và tặng bạn táo 2 chai nho. Hỏi có bao nhiêu mùi sữa chua Frisbee trong đoạn vừa rồi? Nhức đầu chưa? 3 vị: táo, nho và dâu. Tốt. Ủa? Vị cam của tôi bỏ đâu? Cam nữa. Ừ. Và cam nữa, ý em là và cam nữa. Cho cô một chai cam đi, lấy tinh thần đi các con. Ở Lào có một cái lễ hội truyền thống là lễ hội tát nước, gánh nước hay là té nước? Là gánh nước, gánh nước, gánh nước. Là gánh nước. Trời ơi trời, người ta cái lễ hội này nổi tiếng mà ai cũng đi du lịch, ai cũng đi chứ. Ê, ủa, em tưởng là té là Thái Lan. Thái Lan, Lào, Campuchia đều có lễ hội té nước. Tại vì em thấy té nước bên Thái Lan rồi nên qua Lào muốn gánh nước. Tự nhiên quy định cho nước Lào ta đi gánh nước à. Hoa hồng nào có chị em? Dạ, chị Bu. Chị Bu nhảy bài hoa hồng ơi, đóng phim chị em. Anh chưa biết đáp án này, anh đang ứa nãy giờ. Ê, tự nhiên nó nói cái này tôi thấy cũng có lý nha. Rất hợp lý chứ bộ. Nhưng mà nói giỡn thôi, chứ cái hoa này hoa thiệt á. Nãy anh đâu nói hoa thiệt đâu. Nãy anh đâu nói hoa thiệt đâu. Về nói hoa thiệt nè. Hoa hồng mà có chị em anh. Ừ. Hoa hồng ghép. Không chính xác. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Tải ngay VOn để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VOn.